Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến nó có mặt tại trục đường nhánh đường ở Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một căn mini phố với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 11m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 4m rưỡi và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt và một lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh, và mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía trước và một cái khoảng sân để mình phơi đồ. Và với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Nam Tây Nam, thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường hẻm một sẹt, chỉ cách phía ngoài là trục đường chính, đường nhánh, đường Quang Trung, thuận tiện với khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán và đầu tư cho thuê. Với một con hẻm một sẹt và chỉ cách trục đường chính căn nhà mình thì tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 mét thôi. Một căn nhà nằm trong con hẻm một sẹt của trục đường nhánh đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng một căn nhà chỉ với giá hơn 4 tỷ một chút xíu là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 11m và chiều sâu căn nhà lên đến 4m rưỡi và được gánh chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lầu này. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bốn cánh phía bên trong được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn. Và kế bên mình có thêm một bộ cửa để đi vào bên trong căn nhà. Với hai bộ cửa để vào bên trong căn nhà mình cũng được anh chủ nhà thiết kế cho mình, có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và bên trong khu vực không gian phòng khách thì với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, xung quanh tường cũng được các chị ốp nhựa hoa văn gỗ cũng như là hoa văn đá cao lên kín tường rất là đẹp. Và phía trên mình có hệ thống đèn chùm đèn chiếu sáng rất là đẹp, và mình có một cái kệ để mình để những đồ lặt vặt của gia đình. Và di chuyển lại khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Và chỉ với giá 4 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng là quý nhà sở hữu ngay cho mình căn nhà được cái chủ nhà thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Bên trong mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 4 ghế được các chị sắm sẵn tặng kèm, và một cái tủ lạnh cũng như là một cái máy nước nóng lạnh. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp với bề ngang căn nhà là lên đến 11m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 4m rưỡi và được các chị đúc kiên cố một trệt một lầu này. Với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một sẹt, chỉ cách đường trục chính đường nhánh của đường Quang Trung chỉ tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 mét thôi là mình có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm ở ngay ngã ba của ở Quang Trung và Lê Văn Thọ cũng như sát với lại chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Với căn nhà mình thì chỉ cách nhà thờ Hạnh Thông Tây tầm cỡ khoảng độ hơn 100m và cách chợ Hạnh Thông Tây cũng chỉ tầm cỡ hơn 100m thôi là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà với bề ngang lên đến 11m và chiều sâu căn nhà lên đến 4m rưỡi và được các chị thiết kế một trệt và một lầu này. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ ở phía bên tay trái của căn nhà. Với căn nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ được các chị thiết kế, và mình sẽ có một cái cầu thang ở giữa và một cái khoảng sân cũng như là một cái sảnh và một cái ban công để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được các chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà đang có hướng là hướng Nam Tây Nam, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch.
Và chỉ với giá hơn 4 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong một con hẻm một xẹt để thuận tiện quý hàng mua ở và một phòng công ty cũng như ở kinh doanh buôn bán với con hẻm ở phía trước căn nhà mình. Con hẻm rộng lên đến 4 mét, xe hơi xe tải cũng là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và căn nhà mình thì nằm tại trục đường Quang Trung thì thuận tiện với hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như di chuyển về trung tâm và sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 15 phút và về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 15 phút và về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 phút. Cũng nhà có thể sở ngay cho mình một căn nhà nằm trên một con hẻm một xẹt để thuận tiện với khách hàng mua ở và cho thuê cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp này. Một căn nhà được thiết kế một trệt và hai tầng lầu. Còn có tới một phòng khách, một phòng bếp và có tới hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh là đều đã được anh chị full nội thất tặng kèm. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.